Hi guys, welcome to our channel. Here we are again to study Unit 2, Schools. Students book, I learn smart word. Bài hôm nay của chúng ta sẽ là bài 2, chủ đề là Schools, trường học. Sách tiếng Anh, I learn smart word. Okay, lesson 1. In lesson 1, can you talk about school chapters you like or don't like? Second, can you use and or for positive and negative statements? Can you use possessive pronouns? And the conversation skill, passing your turn. Tức là trong bài 1 của bài 2, chủ đề là trường, thì chúng ta sẽ học được những gì? Chúng ta sẽ học được cách hỏi về những cái môn học ở trường mà bạn thích và không thích. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ sử dụng and và or cho những cái câu khẳng định và phủ định. Và thứ ba nữa là chúng ta sẽ biết cách sử dụng được các đề từ sở hữu. Ok, conversation skills, passing your turn, tức là bằng kỹ năng giao tiếp. Trong phần kỹ năng giao tiếp này, chúng ta sẽ học được cách chuyển lược của mình cho ai đó sau khi mình nói xong. Ok, now are you ready? Let's get started. Chúng ta cùng nhau bắt đầu nhé. New words. Phần đầu tiên là new words, là phần từ vựng. A. Number the pictures, listen and repeat. Đánh số các bức tranh, nghe và nhắc lại. Now first we had new words. Here we have history. History là môn lịch sử. Tiếp theo ta có gì? PE. PE là viết tắt của physical education, là môn thể dục, giáo dục thể chất. Okay. Tiếp theo ta có gì? IT. IT là is short form information technology. IT là viết tắt của cái từ information technology, tức là có nghĩa là gì? Là môn tin học. Tiếp theo ta có môn gì đây? Music. Music, môn âm nhạc. Okay. Tiếp theo ta có gì? Geography. Geography là môn địa lý. Tiếp theo nữa là ta sẽ có môn gì? Literature, là môn ngữ văn. Và mục thứ bảy là môn gì đây? Physics. Physics là môn vật lý. Mục số 8 sẽ là môn gì đây? Biology. Biology là môn sinh học nhé. Ok, now A. Number the pictures, listen and repeat. Chúng ta sẽ đánh số các bức tranh, nghe và nhắc lại. Now, let's see. Number 1, history. History là môn lịch sử. Thì ở đây người ta đã cho trước môn lịch sử là cái hình C, đúng không? Rồi, tiếp theo ta có gì? PE, physical education, môn giáo dục thể chất là môn nào? Môn thể dục là môn nào? Picture is PE. Which picture is physical education? Age, right? Age. They are doing exercise, right? Okay. Now, number 3, ID, information technology. Here, right? G, right? Right? They are working on the computer. Mọi người, các bạn ấy thì đang làm việc trên máy tính, đúng không? Đang học trên máy tính. Như vậy là các bạn đã... Đây sẽ là môn tin học, đúng không? IT, information technology. The next one, for music. Music. Which picture is music? Bức hình nào sẽ là cho ta thấy đó là môn âm nhạc nhỉ? B, right? B. Okay. Now, the next one, geography. Geography. Which picture is geography? D. Okay. D. Bức tranh D, đúng không? Bức tranh D là các bạn đang học về vị trí. Đó. Trên cái quả địa cầu, như vậy là đang học môn địa lý, đúng không? The next one, literature. Literature là môn ngữ văn. Ngữ văn thì đó là liên quan về sách, về vở, chữ nhiều rồi đó. Ok, so which picture is literature? E, right? E. Vậy là bức tranh E, bức tranh A là sẽ là môn ngữ văn nhé. The next one, physics. Physics,
Môn vật lý. Which picture is physics? F, right? F. The last one, biology. Which picture is biology? Here, right? A. Okay. Now, listen and repeat. Bây giờ chúng ta sẽ nghe và chúng ta sẽ nhắc lại nhé. Now, listen. Listen and repeat. 1. History. 2. PE. Physical education. 3. IT. Information technology. 4. Music. 5. Geography. 6. Literature. 7. Physics. 8. Biology. Okay. Now, B. Note 3 more scriptures you know, because if you like them, ask and answer. Phần B sẽ là gì? Chúng ta sẽ ghi chú thêm 3 môn học mà bạn biết và thảo luận xem là bạn có thích chúng hay không. Bạn có thích những cái môn học này hay không? Ask and answer. Ask and answer là hỏi và trả lời. Ta có 3 cái môn học như là English, okay, là môn tiếng Anh, hay là Mathematics, là môn toán, đúng không? Mình có thể viết tắt là math hoặc là maths. Tiếp theo mình sẽ có môn gì nữa? Môn science, okay, là môn khoa học, hay là có thể là môn art, là môn mỹ thuật, hay là chemistry, là môn hóa học, hay là môn gì? Civic education, là môn giáo dục công dân, hay là craft, là môn thủ công, hay là technology, là môn công nghệ. Ok, now, ask and answer, hỏi và trả lời. For example, do you like math? Bạn có thích môn toán không? Yes, I do. Là có, ok. Ví dụ như mình có gì nhỉ? Do you like English? Bạn có thích môn tiếng Anh không? Nếu có, mình trả lời sao? Yes, I do. Ok. Do you like science? Bạn có thích môn khoa học không? Yes, I do. Có. Ok. Now, the next one. Bây giờ chúng ta qua phần tiếp theo nhé. Listening. A. Listen to Adrian and Sarah talking about school subjects. Who likes more school subjects? Nghe bạn Adrian và bạn Sarah nói về những môn học ở trường. Who likes more school subjects? Và ai thích nhiều môn học ở trường hơn? Okay. Listen to Adrian and Sarah talking about school subjects. Who likes more school subjects? Hello, Adrian. Hi, Sarah. Is that your group survey about school subjects? Yes, it is. Cool. So what subjects do you like? I like art. How about you? I like history, physics, and PE. What subjects don't you like? I don't like geography. What subjects don't you like, Adrian? I don't like history, math, physics, and geography. Wow, you don't like a lot of subjects. Yeah, that's true. What's your favorite subject, Sarah? Mine's physics. What's yours? Mine's PE.
Now, listen again and check. Now, we have the task script here. Now, first, translate together, okay? Hello, Trian. Chào bạn Trian nhé. Hi, Sarah. Chào Sarah. Is that your group survey about school subjects? Đó có phải là cuộc khảo sát của nhóm bạn về các môn học ở trường trường không? Thì bạn Adrian trả lời sao? Yes, it is. Yes, it is. Đúng vậy. Nghe bạn Sarah hỏi tiếp. Cool. Tuyệt thật. So, what subjects do you like? Vậy, bạn thích học môn gì? Thì bạn Adrian sẽ trả lời sao? I like art. How about you? How about you? Còn bạn thì sao? Sarah, I like history, physics, and PE. Mình thích học môn lịch sử, môn vật lý và môn thể dục. Okay. Bạn Adrian, what subjects don't you like? Bạn không thích môn học nào? Bạn Sarah nè, I don't like geography. Mình không thích môn địa lý. What subjects don't you like, Adrian? Adrian, bạn không thích môn học gì? Thì bạn Adrian sẽ trả lời sao? I don't like history, math, physics, and geography. Mình không thích môn lịch sử, môn toán, môn vật lý và môn địa lý. Sarah, wow, you don't like a lot of subjects. Wow, chà, bạn không thích nhiều môn học. Vậy, Adrian, yes, that's true. Đúng vậy. What's your favorite subject, Sarah? Sarah, môn học yêu thích của bạn là gì? My physics. What's your? Tức là môn yêu thích của mình là môn vật lý. Okay. Môn vật lý là môn yêu thích của mình. What's your? What's your? Còn bạn thì sao? Thì bạn Adrian, my PE. Môn thể dục là môn yêu thích của mình. Okay. Adrian, I like art. So number one, right. Okay. Number two, Sarah like history, physics, and PE. Sarah thì thích môn lịch sử, môn vật lý và môn gì? Môn giáo dục thể chất. Right? Here we have I like history, physics, and PE. Okay. Number three, Sarah doesn't like geography. Here, I don't like geography. Okay. Now number four, Andrea. Là mình không thích môn địa lý. Okay. Number four, Adrian's favorite subject is PE. Mine's PE. Right? Là môn yêu thích của Adrian là môn giáo dục thể chất. Okay. Now the next one, chúng ta qua phần tiếp theo nhé. Conversation skills. Conversation skills là kỹ năng giao tiếp, okay? Passing your turn là chúng ta sẽ chuyển lượt của mình cho một bạn khác sau khi mình nói xong. To pass your turn to someone after finishing speaking, say, how about you? What do you think? Okay? Sau khi mình nói xong lượt của mình rồi thì mình có thể chuyển lượt đến bạn của mình bằng cách nói như thế nào? How about you? Còn bạn thì sao? What do you think? Bạn nghĩ sao? Okay. Now, listen and repeat. Chúng ta cùng nghe và nhắc lại nhé. Passing your turn. Listen and repeat. How about you? What do you think? The next one. Chúng ta còn phần tiếp theo nhé. Grammar. A. Listen and repeat. Bây giờ chúng ta nghe và nhắc lại trước đây nhé. Now, listen. Listen and repeat. What subjects do you like? I like biology, physics, and literature. What's your favorite subject? Mine's biology. What's yours? Mine's art. Oh, I don't like art. Okay, what subjects do you like? Bạn thích học môn học gì? I like biology, physics, and literature. Or literature, okay? Là mình thích học môn sinh học, môn vật lý và môn ngữ văn. Bạn gái này hỏi tiếp thì sao nhỉ? What's your favorite subject? Môn học yêu thích của bạn là gì? Thì bạn nam này trả lời sao? Mine's biology. Mine's biology.
Môn học yêu thích của mình là sinh học. Bạn nam này hỏi ngược lại bạn nữ làm sao? What's yours? Có nghĩa là what's your favorite subject? Ok, tức là môn học yêu thích của bạn là gì? Thì bạn nữ này nói làm sao? My art. Môn học yêu thích của mình là môn mỹ thuật. Môn học yêu thích của mình là môn mỹ thuật. Oh, I don't like art. Ok, I don't like art. Mình không thích môn mỹ thuật. Ok. Now, let's see. Trong bài này, phần ngữ pháp thì chúng ta sẽ có hai phần chính. Đó là the first one, using and or for listing. Chúng ta sử dụng hai cái từ đó là từ and và or. And có nghĩa là và or có nghĩa là hoặc. Để liệt kê. Ok, for listing là để liệt kê. With you and to join two or more nouns in a positive sentences. Chúng ta sử dụng từ and là và, có nghĩa là và, để mà kết nối hai hay nhiều từ, kết nối hai hay nhiều danh từ. With you all to join two or more nouns in a negative sentences. Là chúng ta sẽ sử dụng all, có nghĩa là hoặc, để kết nối hai hay nhiều danh từ trong câu phủ định. Ok? For example, I like math and biology. Đây là một câu positive sentence. Đây là một câu khẳng định đúng không? Thì chúng ta sẽ sử dụng từ and. I like math and biology. Ok? Để kết nối hai cái danh từ này lại với nhau. Mình thích môn toán và môn sinh học. I like math, biology and music. Là mình thích môn toán, môn sinh và môn âm nhạc. Ok? Đó, mình sẽ sử dụng từ and để kết nối những cái danh từ lại với nhau. Để kết nối hai hay là nhiều danh từ lại với nhau trong cái câu khẳng định. Chúng ta sẽ sử dụng or để kết nối hai hay nhiều danh từ lại với nhau trong câu phủ định nhé. For example, I don't like math or biology. Mình không thích môn toán cũng như là môn sinh học. I don't like math, biology or music. Mình không thích môn toán, môn sinh hay là môn âm nhạc. Ok, now the next one, positive pronouns, mine and yours. Đại từ sở hữu, mine và yours. We use mine or yours, so we don't say the same words. Accept your favorite subjects again. Ok, chúng ta sử dụng cái đại từ sở hữu, mine và yours, để chúng ta nói không bị lặp lại từ. Ok, ví dụ như thay vì là bạn nữ hỏi là what's your favorite subject? Môn học yêu thích của bạn là gì? Bạn nam sẽ trả lời là gì? My favorite subject is biology. Thay vì mình sẽ lặp lại cái từ là favorite subject thì bạn nam này sẽ sử dụng cái đại từ sở hữu my. Ok, my biology, tức là môn học yêu thích của mình. Thay vì mình hỏi là what's your favorite subject? Môn học yêu thích của bạn là gì đúng không? Thì chúng ta lại bị tình trạng là lặp từ your favorite subject trong cái cuộc hội thoại đó, thì chúng ta sẽ sử dụng đại từ sở hữu yours. What's yours? What's yours? Có nghĩa là môn học yêu thích của bạn là gì? Thì bạn nữ sẽ trả lời sao? My art. Môn học yêu thích của mình là môn mỹ thuật. Ok, thay vì bạn nữ này nói làm sao? My favorite subject is art. Thì bạn nữ này thì chúng ta có thể sử dụng đại từ sở hữu my favorite subject physics, môn học yêu thích của mình là môn vật lý. What's yours? Còn bạn thì sao? Mà mình sẽ trả lời sao? My English, tức là môn học yêu thích của mình là môn tiếng Anh. Thay vì mình nói là my favorite subject is English thì mình sẽ nói là my English, môn học yêu thích của mình là môn tiếng Anh. Ok, bây giờ chúng ta sẽ qua phần tiếp theo nhé. B, circle the correct word, là khoanh tròn từ đúng. 1. My favorite sport is tennis. Môn thể thao yêu thích của mình là môn quần vợt. What's yours? Còn bạn thì sao? Thì bạn ấy sẽ trả lời sao? I like soccer. Như vậy là mình sẽ ở đây mình chọn là yours. Của bạn thì sao? Ok. Ok. Number 2. I found a bag. Is it yours? Nó có phải của bạn không? Ok. Thì mình sẽ nói sao? No, it isn't. My bag is here.
Tôi tìm thấy một cái túi sách. Nó có phải là của bạn không? Is it yours? Hay là is it your bag? Okay. No, it isn't. My bag is here. Không, không phải. Túi của mình thì ở đây. Number three. This book isn't my book. This book isn't my book. Quyển sách này không phải là của. Quyển sách này không phải là quyển sách của tôi. My is blue. Is it yours? Is this yours? Đây không phải là quyển sách của tôi. Quyển của tôi thì là màu xanh, đúng không? Quyển của tôi thay vì mình nói là my book is blue thì mình sẽ là sử dụng đại từ nhân xưng my is blue. Is it yours? Is it yours? Có phải của bạn không? Nó có phải của bạn không? Thay vì mình nói là is it your book? Is it your book? Thì mình sẽ là is it yours, là chúng ta sẽ sử dụng đại từ sở hữu nhé, để tránh cái việc lặp lại book, my book, your book. Ok. Yes, it is. Đúng, đúng của mình. Ok. Number four. I saw a red hat on the table. Tôi thấy một cái mũ đỏ trên bàn. Isn't your red? Tức là mũ của bạn không phải là màu đỏ, phải không? No, mine. Không, mũ của mình là màu xanh. Number five. What's your favorite ice cream? Bạn thích nhất là loại kem nào? Mine is chocolate. Thay vì mình nói là my favorite ice cream is chocolate thì mình sẽ nói như sao? My is chocolate. Now number six. Do you have a ruler? Bạn có thích kẻ không? Do you have? Mine is at home. Của mình thì ở nhà. Ok. Thay vì mình nói là my ruler. My ruler is at home. My ruler is at home. Thì mình sẽ sử dụng đại từ sở hữu. Mine is at home. Của mình thì ở nhà. Tức là cái thước của mình thì nó ở nhà. Ok. Sure, here you are. Đây, của bạn đây. Ok. Ok, now next one. Chúng ta có phần tiếp theo nhé. C. Write sentences using the prompts. Chúng ta sẽ viết câu sử dụng những cái từ gợi ý. Ta có I like. Đây là mặt cười đúng không? Đây là mặt buồn đúng không? Mặt cười tức là tôi thích. Ok. Mặt cười là tôi thích, là tôi thích. I don't like là tôi không thích, là mặt buồn nhé. Vậy là cứ mặt mặt nào mặt cười thì mình sẽ là I like, và mặt buồn thì sẽ là I don't like. Và đây là những cái từ gợi ý. Ok. Và lưu ý nè, đối với ở câu khẳng định I like thì chúng ta sử dụng and, và ở câu phủ định thì chúng ta sẽ sử dụng từ or để nối các danh từ với nhau nhé. Now example, ta có những từ gợi ý như là history, IT, physics, môn lịch sử, môn tin học, môn vật lý. Ở đây là mặt cười đúng không? Thì mình sẽ có câu gì nè? I like history, IT and physics. Mình thích môn lịch sử, môn tin học và môn vật lý. Ok. Number two, ta có đây là mặt buồn đúng không? Như vậy thì mình sẽ bắt đầu là I don't like art or music. Mình không thích môn mỹ thuật và môn âm nhạc. Number three. Lại là mặt cười đúng không? Mặt cười thì chúng ta sẽ sử dụng câu khẳng định I like literature and biology. Mình thích môn ngữ văn và môn sinh học. Ok. Number four. Mặt buồn. I don't like PE. PE, physical education, right? I don't like PE, geography or physics. I don't like PE, geography or physics. Okay. Number five, look at that. This is my smile face. Đây là khuôn mặt cười đúng không? Như vậy là ở dạng câu khẳng định I like khuôn mặt cười thì chúng ta sẽ sử dụng, thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng I like. Ok. I like music, literature and art. Là mình thích học môn âm nhạc, môn ngữ văn và môn mỹ thuật. Ok. Mình thích học môn âm nhạc, môn ngữ văn và môn mỹ thuật. Ok. The next one. Chúng ta sẽ qua phần tiếp theo nhé. D. Now would your partner say what subjects you like and don't like?
Bây giờ thì mình sẽ làm việc với các bạn cùng lớp. Ok, bây giờ thì mình sẽ làm việc với bạn của mình. Hãy nói những cái môn học mà mình thích và không thích nhé. Example, I like math and history. I don't like physics, art or IT. Mình thích môn toán, môn lịch sử. Mình không thích môn vật lý, môn âm nhạc và môn IT. Rồi, ví dụ như mình ví dụ sao nhỉ? I like English, math and music. I don't like chemistry or physics. Ok, mình không thích môn môn hóa học hay là môn vật lý. Ok. Sau khi mình nói xong nhé, thì mình sẽ nói làm sao? Now it's your turn. Giờ tới lượt của bạn. How about you? What do you think? Đó, ok. Giờ tới lượt bạn nhé. Còn bạn thì sao? Hay là bạn nghĩ sao? Đó là những cái cách để mình chuyển cái lượt của mình cho người khác sau khi mà mình nói xong. Ok. Now, next one. Bây giờ chúng ta qua phần tiếp theo nhé. Pronunciation. Pronunciation là phần cách phát âm. A. Intonation for list goes up, up, then down. Ok. Ngữ điệu để mà liệt kê là thường sẽ đi lên, rồi xuống. For example, ví dụ như là I like history, math and geography. Ok. Đó, mình sẽ lên, lên, rồi xuống. B. Listen to the sentences and focus on how the intonation goes up, then down. Chúng ta nghe những cái câu sau và tập trung vào cái phần ngữ điệu xem là nó đi lên rồi đi xuống như thế nào nhé. Listen to the sentence and focus on how the intonation goes up, then down. I like history, math, and geography. I like biology, physics, and literature. I like history, math, and geography. I like biology, physics, and literature. Ok, là mình thích môn gì? Môn lịch sử, môn toán và môn địa lý. Mình thích môn sinh học, môn vật lý và môn ngữ văn. Ok, now listen again. Listen to the sentence and focus on how the intonation goes up then down. I like history, math, and geography. I like history, math, and geography. I like biology, physics, and literature. I like biology, physics, and literature. Okay? Ngữ điệu up, up, then down. Okay? Now C. Listen and cross out the one with the wrong intonation. Intonation. Chúng ta sẽ nghe và loại bỏ hay là gạch dưới những cái từ mà nó có cái ngữ điệu sai nhé. Now listen. Listen and cross out the one with the wrong intonation. I like math, science, and history. I like art, music, and physics. Câu sai sẽ là câu thứ hai nhé. Tại vì mình nghe nè. I like math, science and history. Okay? I like math, science and history. Còn cái câu dưới là I like art, music and physics. Bạn nhớ không? Trong cái bài trước thì chúng ta học là đối với dạng câu hỏi yes no questions thì là giọng điệu ở cái từ cuối cùng sẽ là đi lên. Okay? Do you like music? Đó, thì music nó đi lên. Còn đối với trường hợp là liệt kê theo kiểu như thế này thì là giọng điệu nó sẽ đi xuống, ở cái từ cuối cùng nó sẽ đi xuống. Ok, now listen again. Listen and cross out the one with the wrong intonation. I like math, science and history. I like art, music and physics. Cái bài câu số 2 là mình sai nhé, nó đọc là physics. Nó đưa giọng lên là không có đúng, mình phải nói làm sao? I like art, music, and physics. And physics. Như mới đúng nhé. And physics. Đó là giọng điệu sẽ đưa đi xuống đối với cái từ ở cuối câu.
Read the sentences with the correct intonation to a partner. Mình sẽ đọc những câu có ngữ điệu đúng cho bạn của mình nhé. I like math, science and history. History là giọng điệu xuống nè. Hay là I like history, math and geography. Đó, giọng điệu xuống. Okay. I like biology, physics and literature. Okay. I like history, math and geography. Okay. Và cái câu này mình sẽ sửa làm sao? I like art, music and physics. Okay. Physics. Okay. Nhớ nhé, đối với những cái câu mà theo kiểu dạng liệt kê, ngữ điệu của nó theo kiểu là lên, lên, rồi xuống. Okay. Goes up, then down. Okay. Now, the next one. Chúng ta qua phần tiếp theo nhé. Now, practice là phần thực hành nhé. A. Circle, smile face or sad face. Ask and answer. Swap roles and repeat. Trong phần thực hành A, phần A, thì chúng ta sẽ khoanh tròn cái mặt cười hoặc là cái mặt buồn. Hỏi và trả lời, sau đó mình đổi vai và nhắc lại. Tại ở đây ta có này, mặt cười sẽ là like, là thích, và mặt buồn sẽ là don't like, là không thích. Những cái môn này, môn nào mình thích thì mình sẽ khoanh tròn mặt cười, và những cái môn nào mình không thích thì mình sẽ khoanh tròn mặt buồn. Ok, sau đó thì mình sẽ ask and answer, sau đó mình sẽ hỏi và trả lời theo như cái câu mẫu đây. Rồi tiếp theo nữa là mình sẽ đổi vai. Ok, now let's see. Ví dụ như là mình thích môn mỹ thuật thì mình sẽ khoanh tròn mặt cười. Ok, mình thích môn thể dục thì sẽ khoanh tròn mặt cười. Hay là mình thích môn toán thì sẽ là mặt cười. Mình không thích môn văn thì sẽ là mặt buồn. Hay là mình không thích môn khoa học, môn địa lý, ví dụ như vậy nhé. Thì mình sẽ thực hành sao? Ta có ví dụ nè. What subjects do you like? Bạn thích môn học nào? I like art, physics and math. Mình thích môn mỹ thuật, môn vật lý và môn toán. Mình hỏi và trả lời như cái mẫu ở phía trên này nhé. Ví dụ như là cô thích môn mỹ thuật, môn thể dục và môn toán thì mình sẽ hỏi và nói như sao nè. What subjects do you like? Bạn thích học môn gì? Okay. I like art, PE and math. Okay. Mình thích môn mỹ thuật, môn thể dục và môn toán. What subjects don't you like? Những môn học nào mà bạn không thích? Mình sẽ nói như sao? I don't like literature, science, geography. Okay. Là mình không thích môn ngữ văn, không thích môn khoa học, môn địa lý. Vậy nhé. B. Practice with your own ideas. Ví dụ mình thực hành với cái ý tưởng của mình nhé, với cái ý kiến riêng của mình nhé. Ví dụ như mình sẽ nói như sao ha? What is your favorite subject? Môn học yêu thích của bạn là gì? Thì bạn B sẽ trả lời là my is English, là môn tiếng Anh. Okay. What's yours? Còn môn học yêu thích của bạn là gì? Thì bạn A sẽ trả lời là I like science. Mình thích môn khoa học. And what subjects don't you like? Và môn học bạn không yêu thích là gì? Thì bạn B sẽ nói sao? I don't like math. Là mình không thích môn toán. Thay vì mình hỏi là what subjects don't you like? Là nó bị lặp lại câu hỏi đúng không? Là bạn không thích môn gì? Thì mình sẽ hỏi làm sao? What do you think? How about you? Okay. Tức là còn bạn thì sao? Còn bạn thì sao? Tức là sao? Là cái môn mà bạn không yêu thích là môn gì? Thì bạn B nói là I don't like literature. Là mình không thích môn ngữ văn. Okay. Hoặc là nếu mà mình cũng không thích môn toán luôn thì mình sẽ nói làm sao? Me neither. Me neither. Okay. Hay là neither do I. Hay là I don't either. Okay. Now next one. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần tiếp theo nhé. Now the last one, speaking. Phần cuối của bài học hôm nay sẽ là phần speaking, là phần nói. What school
in your school, tức là điều gì tuyệt vời nhất ở trường, trường bạn. Và chúng ta sẽ lưu ý nè, when you finish speaking, pass your turn, tức là khi chúng ta kết thúc cái bài nói của mình, khi chúng ta kết thúc cái lượt nói của mình, nhớ là chúng ta sẽ sử dụng câu, dạng câu How about you? What do you think? Okay? Hey, you're doing a survey about school subjects. Bạn đang làm một cuộc khảo sát về các môn học ở trường. Filling the survey for yourself, tức là bạn sẽ điền cái bản khảo sát. Ask three friends about school subjects and draw faces in the table. Và bạn sẽ hỏi gì ba người bạn về những cái môn học ở trường. Bạn sẽ vẽ cái hình mặt, những cái hình mặt mặt cười hay là mặt mặt buồn gì đây vào trong cái bảng này nhé. I like it là mặt cười nhé. Hình thứ hai là it's okay, tức là cũng tạm. Okay, I like it là đây là gì? Đây là hình mặt cười. I like it là tôi thích. Còn cái hình tiếp theo sẽ là it's okay, có nghĩa là cũng tạm, cũng được. Và hình thứ ba là hình mặt buồn là I don't like it, là tôi không thích. Okay. Ví dụ đây là những cái môn mà cô thích và không thích. Đây là bạn An nhé. Đây là bạn My. Đây là bạn John. Rồi. B. Which three subjects are the most popular in your group? Ba môn mà được yêu thích nhất trong nhóm của bạn là gì? In our group, our three favorite subjects are PE. Okay. IT. Okay. Geography. Là môn thể dục thể chất nè, môn tin học và môn địa lý. Okay, we stop here. Thank you so much for your listening and see you next time, see you next video and bye for now. Bye bye.